Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang cái chương thứ hai về cái phép toán quan hệ và phép toán hai môi. Thì trong giờ lý thuyết thầy giáo cũng đã nhắc rồi, nhưng mà ở đây cũng phải lướt qua, bởi vì là thực ra cái chương hai này là bài tập dưới dạng lý thuyết thì hơi bị nhiều, chủ yếu là kiểu là dạng đó. Thì nếu như mà chúng ta không học lý thuyết thì coi như chương này là chúng ta sẽ học luôn. Thế định nghĩa cái quan hệ hai ngôi là thế nào? Thì là một cái quan hệ hai ngôi trên tập hợp X, thực chất là một cái bộ phận R của cái tích đề các X bình phương. Tức là R nó là tập con của X bình phương. Thế thôi, định nghĩa chỉ có thế thôi. Nghĩa là gì? Nếu như mà hai phần tử A nhỏ và B nhỏ của X mà cái AB này là nó thuộc vào R, thì ta bảo là A nhỏ có quan hệ R với B nhỏ, với đúng thứ tự nhưng không viết ngược nhé. Tức là ta ký hiệu A, R, B. Thì bây giờ cái chữ R đấy, viết tắt của chữ relation, tức là quan hệ. Cho gì? Mối liên hệ, quan hệ. Chúng ta tra tiếng Anh nhau xem. Cho nên là về đây, từ đây về sau người ta sẽ ký hiệu cái mối quan hệ là R. Tuy nhiên nếu như trong một bài nó có thể chỉ ra một vài mối quan hệ khác nữa, thì người ta có thể ký hiệu là R sau đến S đến T, hiểu chưa nào? Những cái từ gốc của nó là từ relation, tức là từ quan hệ, chẳng có gì cả. Thực chất của cái định nghĩa cái quan hệ hai ngôi trên tập hợp X chính là cái tập con của X bình phương, có thế thôi. Thế còn ở dưới là nó giải thích về mặt ký hiệu. Đây chẳng hạn, người ta đưa ra cho chúng ta một loạt ví dụ. Ví dụ như là ở tập hợp X ở đây thì bao gồm các phần tử 1, 2, 3, 4. Và đây là đưa ra một ví dụ, không nhất thiết nó phải là liệt kê tất cả đâu nhé. Đây ví dụ 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4. Thế thì chúng ta thấy được là đấy, đây là tập con của tập tích đề các, đúng chưa? X nhân x bình phương đúng không? X nhân x bình phương ấy. X nhân với x ấy, thì nó có phải là x bình phương, ký hiệu là x bình phương mà. Thì có phải là 4 nhân 4 16, 16 phần tử, nhưng ở trong này thì nó có lấy 16 đâu. Nó lấy không hết. Thì lấy thế nào mà anh đảm bảo khi anh chỉ ra cái này là nó phải quét mũi tên hai chiều, thì R có thể phát hiện quan như sau là A B thuộc vào x nhân x, tức là A ở đây là cái điều kiện đầu tiên này, tức là A B thuộc vào R khi, tức là A R B khi và chỉ khi A nhỏ bằng B, đúng không? Thì ví dụ mình lấy con A bằng bằng một chẳng hạn, ví dụ con A nhỏ bằng B thì rõ ràng mình sẽ tìm được con B bằng hai, bằng một, bằng hai, bằng ba, bốn, đúng không? Thế khi mình lấy con A bằng hai thì tương tự, thì con B sẽ bằng 2 bằng 3 bằng 4 hoàn bằng mà. Nếu mình lấy con A bằng 3 thì chúng ta chỉ có là B bằng 3 và B bằng 4. Nếu như lấy con B con A bằng 4 thì chỉ có mỗi con B bằng 4 thỏa mãn thôi. Có hiểu ý nhỉ? Đấy. Hoàn toàn tương tự thì nó cũng có thể lấy theo chiều ngược lại. Hay là lấy ví dụ đơn giản là A bằng B chẳng hạn. A bằng B thì chỉ có gì ạ? 1 1 2 2 3 3 4 4 đúng không? Đấy. Thiếu gì cách lấy đúng không? Cho nên là khi mình lấy một cái quan hệ có tính chất nào đấy thì mình sẽ kiểm tra những cái phần tử này có anh nào, cặp nào có thỏa mãn tính chất thì mình sẽ liệt kê vào cái quan hệ đó. Thế thôi, không có gì là khó khăn cả. Hay là tập hợp n sao tập hợp các số tự nhiên khác không? S đây là cái cặp như này. AB thực ra của cái quan hệ này nó chính là phép tập con của tập tích đề các. Là B chia hết cho A. B chia hết cho A. B chia hết cho A có nghĩa là A là ước của B. Đấy. Đọc xuôi đọc ngược là phải quen. Không lúc B chia hết cho A, tức là A là ước của B, cũng là A chia hết B. Chia hết cho thì nó khác, mà chia hết bỏ chữ cho nó khác. A là ước của B cũng đồng nghĩa với việc là A chia hết B. Chúng ta học lý thuyết trong chương kiến trước nhiều bạn không để ý, cho nên kêu là mấy cái câu nó có đồng nghĩa, không để ý các cụm từ A là ước của B, tức là B chia hết cho A, và cũng tức là A chia hết B, xóa chữ cho đi nhé. Đấy, cần phải phân biệt cái chi tiết nhỏ nhỏ thế. Rồi trong tài liệu cũng đưa ra cho chúng ta một số ví dụ khác. Đấy, thì tiếp tục định cái trên cái định nghĩa quan hệ hai ngôi, khi anh đưa ra một cái định nghĩa nào đó thì anh phải đưa ra các tính chất rồi các phép toán ở trên đó để chúng ta làm. Thế ở đây thì người ta đưa ra tính chất thứ nhất là tính chất phản xạ. Phản xạ
R có chất phản xạ nếu như mọi A thuộc vậy thì đều có ARA, tức là A có quan hệ R với chính nó, phản xạ. Giống như mình đứng ở trước gương thì mình giơ tay trái mình tương vào đối tượng trong gương một cái thì đối tượng trong gương lại giơ tay phải nó tương vào mặt mình, kiểu kiểu thế, tính chất phản xạ. R tính chất phản xạ thì nếu như mọi A thuộc X A luôn R với A. Nhưng mà chúng ta phải học cái này và phải kết hợp với lại môn logic suy luận, vì là khi nó định nghĩa là với mọi thì bây giờ nó sẽ không có tính chất phản xạ khi nào đấy, mình phải học xuôi học ngược như thế thì khi người ta yêu cầu chúng ta chứng minh nó mới chuẩn tắc được. Các phương pháp cũng học ở trong môn logic suy luận, rồi phủ định của một mệnh đề cũng học vào trong cái môn logic suy luận đến. Thế nếu như mà chúng ta nắm không vững cái phần đấy thì những cái mệnh đề phủ định là chúng ta cứ hay là gì, đặc biệt mệnh đề phủ định của các mệnh đề mà nó có ký hiệu với mọi và tồn tại. Bây giờ R có tính chất phản xạ nếu mọi A thuộc vào X, ta luôn có ARA, như vậy là phủ định của cái mệnh đề này R sẽ không có tính chất phản xạ khi nào. Phủ định lại có với mọi là tồn tại A thuộc X nhưng mà A không R với A, tức là A phải A đóng vào ngoặc không thuộc với R đấy. Thế tức là mình phải để ý cái ký hiệu diễn đạt đồng nghĩa của nó, tức là gì, bây giờ người ta viết là A viết bằng lời đó, quan hệ R với B chẳng hạn, thì điều này là tương đương với thứ nhất là viết ký hiệu là AR và B, thứ hai là cái bộ AB này phải thuộc vào R đấy, tức là các cái ký hiệu này mình phải biết diễn đạt xuôi ngược. Cái câu đầu tiên là câu văn thông thường, nhưng còn tiếp theo là các ký hiệu, thế thì lúc giáo viên viết này lúc giáo viên viết thế kia mình cứ hoa mắt lên, hiểu chưa đấy, để không hoa mắt thì mình phải biết được thống nhất các ký hiệu như thế rồi thì làm bài nó mới không có vấn đề gì. Bây giờ tính chất phản xạ nhé, nên là với mỗi a thuộc x thì ta đều có là ARA, vậy bây giờ không có tính chất phản xạ sẽ là gì, tồn tại a thuộc x sao cho a không r với a, có nghĩa là gì, biết trong giờ lý thuyết thầy cô không r với a thì có nghĩa là bây giờ a không quan hệ với a thì có nghĩa là cái này nó không thuộc vào r, có thế thôi. Không biết là trong giờ lý thuyết thầy cô giáo ghi thế nào. Không. Không nè. Không nè. Hay là gạch trên đầu. Không ghi đúng không? Cái là không ghi đúng không? Đấy, đại ý là như thế. Thì chúng ta cần ghi cái này. Nếu như giáo viên không ghi ở trong giờ lý thuyết, không ghi cái này, thì mình sẽ ghi cái này. Tức là A. A. Không thuộc R. Thế là xong. Đấy. Là tồn tại một cái. Không thuộc. Thì lấy ví dụ ngay cái đầu tiên đấy. Cái đầu tiên xem nào. À, cái đầu tiên thì có tính chất phản xạ bởi vì AA nó thuộc, cái đầu tiên có tính chất phản xạ, cái tính chất đầu tiên ấy, cái ví dụ đầu tiên ấy là A là 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 22 này, 23 này, 24 này, rồi tự viết thêm nốt mấy cái cuối thì đây 11 đây đúng không, bởi vì cái con a nhỏ thuộc vào tập hợp x ở đây nó gồm bốn phần tử mà, 1 2 3 4 mình có thể kiểm tra trực tiếp, nó ít thì kiểm tra được, còn 1 1 1 có thuộc không, có, 2 2 có thuộc không, có, 3 3 có thuộc không, có, 4 4 có thuộc không, hết rồi, với mọi đều thuộc cả, như vậy cái anh này nó tính chất phản xạ, hiểu chưa, khi nó ít mình kiểm tra trực tiếp, khi nó ít là chúng ta liệt kê hết ra xem có đúng không, khi nó nhiều thì chúng ta phải nhiều hoặc là vô số thì chúng ta phải kiểm tra bằng cái tính chất đặc trưng, tức là chúng ta khẳng định nó thuộc với mọi, còn nếu không chỉ ra một cái mà để cho nó không thuộc là ổn định thế thôi, có gì đâu đấy. Thì tương tự như vậy tính chất phản xạ này, đối xứng này, tính chất phản xạ, tính chất đối xứng, tính chất phản xạ là một cái ví dụ dễ nhất, là ví dụ như là A luôn bằng A dễ nhất, quan hệ bằng nhau ấy, tính chất dễ nhất. Thế còn tính chất đối xứng thì nó giống như là tính chất đối xứng thì ở trong mô hình có nhiều lắm, đối xứng tâm, đối xứng trực ấy. Bây giờ điểm A đối xứng qua trục người ta được điểm B thì ngược lại cũng thế, hay là đối xứng tâm ấy, điểm điểm A với điểm B đối xứng nhau qua điểm O thì là cái gì, ảnh của A là được điểm B và ảnh của B thì lại quay ngược về A đúng không, đấy thì đấy là cái minh họa cho chúng ta thấy có nhiều ở dưới, chẳng qua lúc đấy nó tên gọi của nó mình chưa gọi là quan hệ tương hai ngôi rồi. Như vậy thì chất thứ hai là chất đối xứng, thế thì
Nếu với mỗi a thuộc mọi a b thuộc x mà có giả thiết là a r với b thì b với r với a, tức là nó a quan hệ với r với b thì b cũng quan hệ r với a, thì cái ví dụ đầu tiên nó không có tính chất đối xứng. Ví dụ như trong bài này chẳng hạn thì rõ ràng là 1 3 là thuộc đúng không? Rõ ràng là 1 3 là thuộc về R. Nhưng mà 3 1 không thuộc. Đúng chưa nào? Cho nên mình phải chỉ ra một cái cặp để cho nó, nếu mà chứng minh thỏa mãn ấy, thì nó phải với mọi cặp AB mà AB mà thuộc vào R thì BA cũng thuộc về R. Thì như vậy là nó có chiết tính chất gọi là tính chất đối xứng. Chất đối xứng. Đấy. Thế nhưng mà bài này thì cái ví dụ mà đề bài ra thầy giáo vừa lấy đi đầu tiên ấy, thì cái này không tính chất đối xứng. Vì sao? Bởi vì tồn tại cái bộ 1 3 thuộc vào x và thuộc vào r, nhưng mà 3 1 lại không thuộc vào r. Không thuộc r. Có đâu, làm gì có, nó có thuộc đâu mà nhìn thấy nó liệt kê đấy. Nó có 8 phần tử nhỉ? 8 hay 7 phần tử gì đấy ra, nhưng mà cái kia có thuộc đâu. 3 1 có thuộc đâu. Cho nên là cái anh này nó không tính chất đối xứng. Nhờ chưa nào? Đấy, những cái ví dụ, từ ví dụ cụ thể đấy mình có thể hiểu được cái định nghĩa của nó. Muốn thỏa mãn định nghĩa thì nó phải xảy ra với mọi, đấy, cứ a mà r với b thì suy ra b r với a, tức là ab mà thuộc vào r thì ba cũng phải thuộc r. Thế để chứng minh không là tính chất đối xứng cứ thế mà ngược lại, tồn tại một cái cặp ab nào đấy thuộc vào x a r với b nhưng mà b lại không r với a là ngon lành. Tính chất thứ ba ở đây là tính chất phản đối xứng. Phản đối xứng tức là a là b, b là a thì suy ra a bằng b. Cái tính chất này có thể sử dụng tính chất chia hết ở trong tập hợp các số tự nhiên ấy. Trong số nguyên thì không đúng, a chia hết cho b và b chia hết cho a thì về mặt nguyên tắc là a sẽ bằng cộng trừ b đúng không, trong chương trước là học đúng không, nhưng chúng ta đang xét trên tập hợp các số nguyên số tự nhiên thì a mà chia cho b mà b lại chia cho a thì chắc chắn là con a chỉ bằng con b thôi. Đấy là xét trên tập hợp các số tự nhiên thì nó đúng nhé, số nguyên không đúng đâu. Xét trên tập hợp các số nguyên thì cái tính chất nó không tính chất phản đối xứng, nhưng mà xét trên tập hợp các số tự nhiên thì cái phép quan hệ chiết ấy nó có tính chất phản đối xứng, bởi vì nếu a chia cho b và b chia cho a thì a sẽ bằng cộng trừ b, nhưng vì xét trên tập hợp các số tự nhiên thì a bằng cộng trừ b chỉ dẫn tới là nó bằng nhau mà thôi. Đây là tính chất phản đối xứng nhé. Phản đối xứng là mỗi khi, tức là mỗi mọi đấy, nếu như a b a r b mà b r a thì chúng ta phải suy ra a bằng b. Rồi tính chất phản đối xứng này thì không nói được ví dụ đầu tiên đấy. Thế thì bây giờ để chứng minh cái phản đối xứng này thì chúng ta sẽ là gì, chúng ta lại ngược lại cái này nhé. Nó bảo với mỗi, tức là tồn tại AB thuộc X mà có cái cặp A và B khác nhau, AB khác nhau, A và B khác nhau nhưng mà A R với B và B cũng R với A, tồn tại với cái cặp đấy thì không tính chất phản đối xứng. A RB, B cũng RA mà A phải khác B cơ. Chứ A bằng B thì vứt. Cái ban đầu nó không tính chất phản đối xứng. Tiếp tục. Tính chất thứ tư ở đây là tính chất bắc cầu, bắc cầu. Tính chất thêm một cái ví dụ nữa về tính chất phản đối xứng nhé, tức là cái quan hệ lớn bằng đấy. Quan hệ lớn bằng đấy. Quan hệ này A lớn bằng B, tức là bây giờ AB thuộc vào cái R. Khi mà chỉ ghi A lớn bằng B nhỉ? Thì cái này có tính chất phản đối xứng. Vì sao? Bởi vì với mọi AB thuộc vào cái tập hợp X, mà nếu A mà B mà thuộc với R, rồi BA cũng thuộc R. Cái này có nghĩa rằng là ARB BRA. Thì theo định nghĩa của trên tức là A lớn bằng B. Ở dưới là B lớn bằng A đúng không? Thế dẫn tới A bằng B chưa? Đấy. Đây là cái quan hệ này có tính chất phản đối xứng, quan hệ lớn hơn bằng. Ta lấy tập hợp X là thuộc cái R này. Được chưa? Đấy, thế là mình phải liên hệ với lại những cái tập hợp mà chúng ta cho từ trước, biết từ trước. Tính chất bắc cầu thì nếu như A, R, B rồi B, R, C thì là A lớn hơn A, R với C.
đấy là chứng minh là đây là với mọi. Thế còn nếu như mà chúng ta chỉ ra một cái bộ ba số ABC mà nó có cái là ARB, BRC nhưng A không RBC thì là cái quan hệ đấy không tính chất bắc cầu. Thế nói về ví dụ về tính chất bắc cầu thì nó có nhiều ví dụ lắm. Ví dụ thứ nhất là về quan hệ bằng nhau. A bằng B. A bằng B và B bằng C thì chả A bằng C là gì nữa đúng không? Quan hệ thứ hai là lớn hơn, tất nhiên cũng nhỏ hơn tương tự. A lớn hơn hoặc bằng B. B lớn bằng C thì rõ ràng chúng ta có là gì? A lớn bằng C. Quan hệ thứ ba là quan hệ chia hết. Quan hệ chia hết là A chia hết cho B. B chia hết cho C thì chả dẫn tới A chia hết cho C còn gì nữa. Tất nhiên quan đảo ngược lại là ước cũng thế. Đúng không? Đấy là một vài ví dụ về cái quan hệ tính chất bắc cầu. Và cứ thế là mình mới và ví dụ tương ứng mình bắt đầu mới liên hệ với lại những cái phần trước. Sau đó thì bắt đầu mình mới làm được. Đấy, từ đó người ta đưa ra câu hỏi. Thực ra nhé, những cái câu hỏi này thầy dạy từ lâu rồi thầy đưa ra, xong bắt đầu về sau thì thầy cô cũng kiểu theo cái form này. Phản ngược lại đưa ra ví dụ. Ở trên đưa ra 6 ví dụ thì các em tự phân tích lại. Rồi tiếp tục, trong giờ lý thuyết chắc cũng đưa ra định nghĩa về quan hệ tương đương, đúng không? Một quan hệ hai ngôi R trên tập hợp XC được gọi là quan hệ tương đương nếu như R có 3 tính chất, một là phản xạ, hai đối xứng, ba là bắc cầu. Phản xạ, đối xứng, bắc cầu, cái này phải học thuộc. Nó vi phạm một trong ba điều kiện trên thì nó sẽ không là quan hệ tương đương. Rồi đưa ra cái định nghĩa về lớp tương đương. Thế tại sao lớp tương đương lại ký hiệu là chữ C? Thì chữ C chính là lớp, là từ lớp tiếng Anh ấy. Class, có class đấy. Thì nó chính là cái chữ C chứ có cái gì đâu. Lớp, lớp, lớp tương đương. Rồi, quan hệ về tập thương vân vân, cái đấy trong giờ lý thuyết chúng ta học. Và cuối cùng nữa là định nghĩa về quan hệ thứ tự. Quan hệ thứ tự thì nó tương tự như quan hệ song song. Quan hệ thứ tự là tương tự như là cái quan hệ tương đương nhưng mà nó có thay đổi tính chất, tức là nó giống nhau cái một và cái ba nhưng nó thay đổi cái hai. Cái hai ở trên ấy, quan hệ tương đương ấy, thì là tính chất đối xứng, còn quan hệ thứ tự thì là tính chất phản đối xứng. Đấy. Phản đối xứng. Đấy, lý thuyết nó tương tự, nó kiểu kiểu như vậy. Rồi phần tử tối đại, phép toán hai ngôi vân vân. Thế thì đấy, phải sơ qua lý thuyết đấy thì bắt đầu mình làm bài tập nó mới ngon lành được. Hay là lý thuyết còn gì nữa, đúng không nào? Một quan hệ hai trên tập hợp, hai ngôi trên tập hợp x khác rỗng là gì? Thực chất là tập con của tập hợp x bình phương. Một quan hệ hai ngôi trên tập hợp x là một tập con của tập hợp x bình phương, tập tích đi các x bình phương, chấm hết. Định nghĩa có thế thôi. Rồi, cho ba ví dụ về quan hệ hai ngôi trên tập hợp này. Quá đơn giản. Cái quan hệ mà dễ nhất đó là quan hệ về đồng nhất. Quan hệ đồng nhất thì lúc đấy nó bao giờ nó có tính chất phản xạ. Nha, đấy là lấy ví dụ dễ nhất đấy. Nếu đề bài mà giáo viên ở trên lớp mà hỏi cho ví dụ, cứ lấy ví dụ quan hệ đồng nhất chứ. Dễ nhất. Tức là A bằng B, tức là một ở bài này là 1 1 2 2 3 3 chấm chấm cho đến 10 10 đúng không? Thế thì thôi. Ngoài ra chúng ta lấy thêm một vài ví dụ nữa, cái quan hệ nhỏ hơn chẳng hạn. Hay là quan hệ cộng với nhau bằng 8 chẳng hạn thì là 1 đi với 7. 2 đi với đấy tự viết tiếp. Thế thôi có gì đâu. Đấy thế là đã được hai cái rồi. Bằng nhau là một này. Cộng với nhau bằng mấy này, hay là cái này là ước của cái kia này, thiếu gì? Trước là ước của sau hoặc là sau là ước của trước. Thế. Được chưa? Rất ngon lành. Đấy là mình phải học thuộc lý thuyết. Rồi, bắt đầu. Đây. Đây là cái cụ thể. Bỏ giấy bút ra liệt kê đây.
liệt kê các cặp phần tử trong quan hệ R sau đây. A cộng B 4, cái này trẻ con nó liệt kê được, chẳng qua nó chỉ không biết cái từ gọi quan hệ đây là gì. Quan hệ là chỉ viết tắt của chữ relation nhé. Tự viết ra A cộng B 4, ví dụ A bằng 0. 0 thì B bằng 4, như vậy là 0440. Liệt kê cái phần tử của tập hợp học coi lớp 10, có học trong chương trình lớp 10 là có hai cái phương pháp để cho một tập hợp. Một là liệt kê các phần tử tập hợp, hai là chỉ ra cái tính chất chung của tập hợp đó. Thế còn lên môn logic về sau học còn thêm nữa, nhưng mà cơ bản vẫn là hai cái cách đấy. Thì bây giờ cái đặc trưng của nó là thế này, cái đây chính là đặc trưng đấy, A cộng B bằng 4. Liệt kê cho dạng liệt kê, à, cho dạng đặc trưng chỉ ra tính chất, chỉ liệt kê nó ra. Đây nha, cái nếu nó viết như thế này có nghĩa là gì? Nó viết như này thì mình phải hiểu đồng nghĩa là cái quan hệ công trong con một ấy nó bằng những cái cặp AB sao cho tất nhiên A và B ở đây là đều phải thuộc vào A. Em để ý nhá, nếu mà viết này là thuộc A, còn nếu mà em viết đóng vào ngoặc thì lại thuộc A bình nhé. Đấy, cho nên phải cẩn thận, không phải nhầm ký hiệu như chơi. Nếu không có đóng vào ngoặc thì là thuộc vào A, mà đóng vào ngoặc thì phải thuộc A bình. Sao cho là gì đây? A cộng với B là bằng 4. Đây là chỉ giá nhất đặc trưng đúng không? Đấy. Cái này cũng có thể viết được thành là AB, thậm chí có nhiều bạn viết luôn ở đây cũng được. Thế này cũng được. Đấy. Cái này được chưa nào? Cho nên là mình cứ tập viết nhiều cách khác nhau thì để sau này giáo viên viết kiểu gì mình cũng chiều cả. Thế mình chỉ biết một cách viết thì giáo viên viết ký hiệu khác cái là cái được mặt ra chả hiểu gì cả. Cái này là khác gì đâu, cái này là viết theo phong cách lớp 10 đấy em. Viết theo phong cách lớp 10 là cái này thuộc vào cái gì, thỏa mãn tính chất nào ở đằng sau. Đúng. Thế cái chỗ dấu phẩy này thực chất chính là dấu hội đấy, hội hai mệnh đề đấy. Đúng chưa nào? Thế thì bây giờ mình mới làm gì ạ? Cứ thế mà liệt kê thử nào. Nếu ta lấy A bằng 0 thì B sẽ bằng 4, 0 4 tất nhiên đảo ngược lại 4 0 ăn luôn cả đôi luôn. Tiếp tục thì ta lấy con A bằng 1 1 3 3 1. Nếu ta lấy con B bằng 2, A bằng 2 2 2 2 hết rồi. Thế rồi. Lên 3. Rồi, 3 1 1 3 4 1 0 0 4. Thế rồi. Đấy, đây là đặc trưng này, còn cái dưới cùng là liệt kê. Có gì đâu. Đấy, xong rồi thì đó là mẫu một bài. Hai cái dòng ở trên thì là chỉ ra tính chất đặc trưng. Còn cái dòng cuối cùng là liệt kê các phần tử tập hợp. Quá ngon lành. Chương này học về bài tập thì nó nhẹ hơn trước, nhưng mà nó thiên về lý thuyết nhiều. Dạ chà. Bài này một loại này ra trắc nghiệm là sướng nhất. Vừa dễ, thí sinh cũng dễ, nhẹ nhàng. Qua thầy xem bài làm của các em ở trên Elen Minh thấy nhiều bạn mà làm tốt lắm. Có một số bạn làm 10 điểm ngon lành. Chắc đề cũng nhẹ, thầy cũng không xem đề, thầy cũng không cho hội đồng ra đề. Nhưng mà mình xây dựng từ những cái dễ ấy, thì mình dần dần mình... Tiếp tục làm câu 2, câu 3 và câu 4. Mạnh dạn đấy.
Ở cái thứ hai thì đề bài cho chúng ta là A lớn hơn B, đúng không? B. A lớn B thì bây giờ mình lấy A bằng không được, không được. Tức là lấy tất cả các bộ nào nó thỏa mãn bất thành thức ấy là lôi nó vào hết. Nhớ là em phải biết đúng thứ tự, đừng có lộn ngược lại. Cái này nó lại khác với cái trước. Liên quan đến thứ tự. Anh 1 0 thì thuộc, nhưng mà 0 1 là không thuộc. Ví dụ như câu 2. Để ý đúng thứ tự của đề bài, cấm được viết lộn. Ở đây nó viết là ARB, có nghĩa là A đứng trước, B đứng sau. Anh viết lộn lại là bài bài của anh sai, có thế thôi. Bài này đánh lừa trẻ con mỗi cái chi tiết đấy. Mình cứ theo cái thói quen là A 1 2 cũng được, 2 1 cũng được. Nhưng mà cái chương này thì không, chương này mà viết thế chết, phải để ý kỹ. Chương này nó đặc biệt để ý về thứ tự. Tập viết cả hai cách nhé, tức là viết cả dưới dạng liệt kê và dưới dạng chỉ là chất đặc trưng, tức là cái hai cái dòng đầu này nó viết đấy. Để tập viết cho nó quen đi, để sau này nhỡ đi trắc nghiệm người ta đánh máy nhanh mà chứ, người ta đánh máy gọn này. Mình nhìn mình không biết mình viết như thế nào, không hiểu như thế nào cả. Phổ biến tương tự như lớp 10 nó viết thế này. Cái này thì nó ít viết hơn. Nếu chuẩn đâu của chúng ta chỗ này phải là dấu hội. Cái này thỏa mãn cái này nữa. Hoặc là viết chữ và. Dấu phẩy cũng là chữ và. Rồi như vậy ý thứ hai chúng ta tự viết sao. Bây giờ tiếp tục ý thứ ba. Ở đây là ước chung lớn nhất của A và B bằng 1. Nó còn cho con không vào thì nó cũng là nhằng. Rồi bội chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của A và B bằng 2. Bội chung nhỏ nhất của A và B bằng 2 thì là 1, 2, 2, 1 nhỉ. 1, 2, 2, 1. Bên 3 là không được rồi. 1, 2, 2, 1 thôi. Đấy, ví dụ như con 4 thì là chỉ 1, 2 và 2, 1. 1, 1 không được. 1, 1 thì bội chung nhỏ nhất của nó bằng 1 mất. Như vậy phải 1 phải đi với 2 và 2 phải đi với 1. Thế là cái 4 này nó chỉ có 2 phần tử. Thế ước chung lớn nhất của A và B bằng 1 tìm ra. Ước chung lớn nhất của 0 và 1 thì bằng mấy? Ồ, cái câu đơn giản thế mà nhiều người cũng mệt phết đấy. Ước chung lớn nhất của 0 và 1 thì bằng mấy? Đương nhiên là bằng 1 rồi. À thế được, 0 1. 0 1 thì được. 0 2 không được. 03 không được, 04 không được. Đấy, thế bây giờ 1. 12 được, 13 được, 14 được. 34 được, nhưng mà 24 không được. Đấy, thế là một lúc là viết hết ra ngay. Là gì ạ? Là thử, thử hỏi thử. Thay vào để biết. Như này nhá. Chúng ta làm giống như kiểu giống như kiểu biểu đồ cây như này này. Như này chắc là nhiều bạn cũng không biết, là bảo đang bảo không biết xét đến bao giờ nó mới hết. Không đứng đầu nha, không đi với một này. Nào, ước chung lớn nhất của không là một là mấy này? Một. Không đi với hai, ước chung lớn nhất của mấy này? Hai. Loại lấy cái này. Không đi với ba, ước chung lớn nhất là mấy? Ba. Loại. Không đi bốn, hết một không nhé. Như vậy là không một, một không nhé, được chưa nào? Xong đi nào. Như kiểu biểu đồ cây mà không biết, không biết. Nhưng mà thống nhất là chúng ta vì cái quan hệ là ước chung lớn nhất của A và B thì nó bằng ước chung lớn nhất của B và A. Cho nên ở đây nó tính có tính chất này là đương nhiên là nó có tính chất đối xứng rồi. Cho nên chúng ta không thử ngược lại. Chúng ta viết cái con lớn hơn, nhỏ hơn đứng trước. Không biết ngược lại, không biết là một đi với không nữa. Em hiểu, một với không đã xét rồi. Một không không một xét rồi. Vì sao? Bởi vì có tính chất này đừng có dạy mà phí công một lần nữa. Cho nên tiếp theo ta chỉ xét một hai, 13 và 14 thôi, chứ 10 xét rồi. Em hiểu ý nhỉ? Thì lúc đấy nó sẽ giảm cái số mà lần chúng ta phải xét đi. Chứ không thì chúng ta xét nhiều quá nó mệt. 13, 12 có được không? Có, bởi vì ước chung lớn nhất của 1 và 2 thì là bằng 1. 13 được, 14 cũng được. Đấy, như vậy là một đáp án này, 1001 này. 1221 này, 1331 này, 1441. Thế xong đầu 1 rồi đến đầu 2. Không xét lộn ngược lại.
Ồ, quên. Còn đi còn không nữa, biết thiếu. Xin chết. Một một, một một. Biết thiếu, biết thiếu, biết thiếu. Thiếu, thiếu thì rất rất dễ bị mất tính chất phản xạ. Nha, quên đấy. Không không có được không? Ước chung lớn nhất của không và không là có đúng là một một không? Không được. Nhìn như vậy cái đầu tiên chỉ là 101 đúng không? 0110. Tiếp tục cái thứ hai là đầu 1. 11 12 13 14 xem có nào được. Được cả 4. Viết vào. 4 cái nhưng mà thành mấy? 11 thì là một cái nha, 12 21. 13 31 14 41. Tiếp tục. Đầu 1 xong nhưng bây giờ đến đầu 2. 22 có được không? Không được. 23 có được không? Được. 24 có được không? Không. 23 32 nữa. Rồi, sau đến đầu 3. Đầu 3, đuôi 3. Bổ sung nhỏ nhất, ước chung lớn nhỏ nhất, vân vân. 33 này, ước chung lớn nhất của 33 là 3, không được. Ước chung lớn nhất của 34 41 được. Đấy, 3441 à 3443 thế liệt kê vào là xong. Như vậy gọi phương pháp thử theo chính theo kiểu biểu đồ cây. Nhưng mà khôn. Chứ nếu mà không thì làm hết chết, làm từ đầu cái chết, từ đầu cái không đi với không, không đi với một, cái đầu tiên không nói gì. Bây giờ đến con một anh lại đi quay ngược về con không này thì có một phí công vối nhé, là do thầy nó nói chết rồi là ước chung lớn nhất của AB và bằng ước chung lớn nhất của BA, cho nên không có dạy gì mà viết lộn ngược lại cho nó mất thời gian, số lượng nó tăng lên gấp đôi đi được chưa, làm nó cũng phải có mẹo. Bổ sung nhỏ nhất tương tự, bổ sung nhỏ nhất thì dễ hơn. Rồi, thế là xong. Xong bài 105. Tự trình bày lại. Rồi, bây giờ tiếp tục 106. Đấy, mình nắm được vững định nghĩa rồi thì bài này mình quá đơn giản. Đấy, đây là nó nói diễn đạt bằng lời. A quan hệ R với B khi và chỉ khi, tức là AB thuộc R khi và chỉ khi. A là ước số của B. Thế bây giờ mình lấy con A xong mình lấy tất cả các bội của nó. Đúng thứ tự. Cứ thế mà lần lên từ trái qua phải thì nó quét hết. Đó. Bài này cũng dễ. Toàn bài dễ mà, bảo cứ thuộc lý thuyết là làm ngon này. Bảo đấy là viết đi. Làm cẩn thận nhá, chương này là chương dễ ăn điểm nhất mà không ăn là tự chịu. Chương này là chương dễ nhất mà đấy. Nó có toàn bài tập dễ. Mấy bài khó quá biết sao, liệt kê hết rồi nhá, liệt kê mỏi tay thôi. A là ước số của B, đừng có lộn ngược nhầm lại thành A là bội của B chứ. Đang học cái chương trước nó khó khăn, thành chương này nó nhẹ, sướng quá. Biết hết rồi. Chí cái này còn viện ra một bài khác tương tự.
Rồi, xin mời 28497 đọc thứ tự từ nhỏ đến lớn. Ví dụ cặp đầu tiên là 1 2 chẳng một hạn, đúng không? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 cặp Tiếp. thứ hai là 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 Ê, sao lại 23 đây thuộc được? Cậu này học bài kiểu gì đấy? 2 3 23 mà thuộc à? A là ước của B mà. 2 mà là ước của bà. à Cái con gà. em nhầm. Thế là 24 26 Đúng. 3 33 3 36 Đúng. 4 thì sẽ là 44 46 46 giỏi nha, giỏi. 46 mà thuộc được à? 4 mà là ước của 6 à? Ô, sống chết rồi. Cậu này cứ đùa, học chương trước thế nào mà chương này. 4 4 mà là ước5 của 4 6 5 à? Em nhầm với cái ước chung lớn nhất của 4 và 6 thì nó bằng 2, em nhầm. 4 làm sao ước của 6 được? 6 có chia cho 4 đúng không? cộng Thế, 6 thế thế thì làm sao 3 mà 4 mà là ước của 6 được? A là ước của 1 B, tự đồng nghĩa với việc là B chia hết cho A. Chúng ta chỉ dùng cái từ chia hết nó quen rồi, chúng ta không dùng cái từ ước. Cho nên là làm bài cái vần dính cái con ước thì bao giờ làm cũng khó hơn, là do cái thói quen rất là nguy hiểm. Chúng ta chỉ dùng như là B chia hết cho A, nó rất quen. Đúng rồi, 6 không chia cho B 4. Nhưng mà chúng ta lại không để ý được là 4 nó không phải là ước của 6. Ước thì tức là cái con đằng sau nó phải chia cho con đằng trước. Như vậy là làm lấy ra nhầm liên tục, chết xả. Rồi, xong, tiếp tục. Cái này thì ở trên thì nó nói rồi đúng không? Cái này cũng thế. Chúng ta phải tự ghi lại định nghĩa, sau đó rồi bắt đầu trả lời vào bài tỉ mỉ. Ông nào là câu hỏi trắc nghiệm mà không biết trả lời đừng có kêu. Thầy bám sát vào những cái câu hỏi ở trên này mà thầy lấy ra đề, có thế thôi. Bám sát vào những câu này, nó không quá khó. Ông đánh đố sinh viên. Bám sát vào những câu này, anh không học lý thuyết, anh không trả lời được. Nêu định nghĩa của quan hệ. Thế nào là một quan hệ có tính chất đối xứng nhỉ? Nêu định nghĩa tính chất đối xứng, vân vân. Nhưng mà ở đây tính chất đó thì là cái chất chất đó. Khi nào nó không có tính chất đó? Chất 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 chất. Channel. Sửa luôn. Tính chất đối xứng khi nào thứ nhất đó, ví dụ bắt cầu tính chất đó, ví dụ phản ứng tính chất. Rồi bắt đầu vào làm bài này. Đơn giản, bài 111. Nói chung là chương này học nó nhẹ lắm. Các em chỉ cần nhớ lý thuyết, hiểu, nhớ, vận dụng. Nhưng mà phải học theo cái kiểu là phân tích, theo định nghĩa là như thế. Vậy thì nó khi nào nó không thỏa mãn thì chúng ta làm bài tập ngon được. Trong các huyện sau đây xin tập hợp 1, 2, 3, 4, quan hệ nào tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu. Tức là mình phải kiểm tra cả bốn tính chất. Nào, nhìn từng cái một nhá, tính chất phản xạ. Con nào có ở đây? 33134.
có một quá không? không? Có. Cái không, cái đầu tiên có phải có chất phản xạ hay không? Em có biết phản xạ là thế nào không? Cái chất phản xạ. Ừ. Nào cái một có tính chất phản xạ không? Ô, anh này định nghĩa thì chết rồi, giả ra chép lại tính chất phản xạ thế nào? Cái này cái con một là ví dụ không có tính chất phản xạ À nhìn không nó ạ, hay cái mừng một là lắm. không, Vì sao không? một là không ạ, Nhưng vì sao không? thì hai 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 được phản xạ. Ờ, hai hai có thuộc quái đâu, đúng chưa? Hai hai rồi một một lại ba ba bốn bốn có thuộc đâu, tồn tại cái phần tử a thuộc r mà a không hề thuộc vào cái quan hệ đó. Thế thôi, thế cái thứ hai có tính chất phản xạ không? Hay có Có nếu mà nó tồn tại hay là với mọi à? anh học như là gì, định nghĩa của nó thế nào? Với mọi à thì không ạ. Trả lời kiểu này chắc là cũng chỉ thế đấy, theo cảm tính thấy thầy giáo bảo là thế này là bắt đầu sửa lại học rồi. Như vậy là lý thuyết chưa học rồi, lý thuyết không học không làm được bài tập. Cái con số 2 nó làm gì có chất phản xạ, bởi vì tồn tại a bằng 1 thì rõ ràng là a ở đây là làm gì thuộc, 1 1 làm gì thuộc. Tiếp tục cái thứ ba có chất phản xạ không? À, không. Còn ba mà không nữa tôi chết rồi. Anh này học còn ba nhé, lấy con a nhỏ chạy từ 1 cho đến 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 có thuộc không? Khi nó ít phần tử thì thử luôn như này Nhưng nha, mà nó có cái 1 2 này à? 1 2 thì kệ nó, thì nó đang hỏi có chất phản xạ hay không. Cái cậu này anh Thì này có. nó có ai bảo là nó chỉ có mỗi tính chất phản xạ mà không có tính chất khác đâu. Bây giờ như mình chẳng hạn, ví dụ như chiều cao của mình 1m7 thì mình phải thuộc vào thứ nhất là đối tượng là nam, thứ hai là một trên 1m7, chứ đâu có chỉ có mỗi tính chất là nam, nó có thể có nhiều tính chất. Tiếp nữa có thể là trai Hà Nội, trai Hải Dương, trai Hòa Bình vân vân, đâu chỉ có một tính chất. Ở đây thầy giáo đang hỏi là nó có tính chất phản xạ hay không. Nhìn thấy con ham 1 2 thuộc vào lại suy ra là chết rồi. Tính theo định nghĩa nó tính chất phản xạ, tức là với mọi a thuộc vào tập hợp đã cho thì phải a nó đều phải thuộc hết. Thế con a mình cho nó chạy từ 1 đến 4 mà nó thuộc hết cả 4 con là xong. À, trong trường hợp mà cái tập hợp x mà nó hữu hạn phần tử thì chúng ta cho nó chạy chạy từ trái qua phải xem nó có thuộc hết không. Nếu như số phần tử của x mà là hữu hạn thì chúng ta mà lại nhỏ nữa, chúng ta cứ thử hết, chúng ta cho a nó thuộc vào x, a nó chạy khắp x xong mình xem có tất cả các bộ a này nó có thuộc vào r hay không, xem là với mọi a thuộc x xem có tất cả nó có thuộc hay không. Tức trong bài này mình lấy là 1 1 này, 2 2 này, 3 3 này, khi nó hữu hạn này, 4 4 này, xem nếu tất cả cái này đều thuộc vào R thì nó mới có tính chất phản xạ. Còn nếu như một chỉ cần một cái không có thôi là nó không có tính chất phản xạ. Đấy, tức là nếu như trên kia là định nghĩa là với mọi, nhưng nếu như mà cái tập hợp X nó gồm hữu hạn phần tử, chúng ta có thể thử trực tiếp, nhìn trực tiếp. Đơn giản. Như vậy ví dụ một thì chả có nào thuộc cả. Là càng chết. Thuộc thì phải thuộc tất cả cơ thì nó mới thỏa mãn tính chất. Nhưng còn chỉ cần một cái không thuộc thôi thì nó đã không là phải có tính chất phản xạ rồi. Như vậy cái con này 1 1 2 2 3 3 4 4 thuộc hết đi thì cho nên con này phải có tính chất phản xạ. Nốt cái cuối cùng có tính chất phản xạ không? Không ạ. Đúng rồi, không, bởi vì ngay phần tử 1 1 nó đã không thuộc rồi. Tiếp tục. 3 3 9 4 1 tính chất đối xứng. Nhà nhà mở quán bia hay sao cứ nghe cách 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 giống như quán bia.
Nào. Con lấy khó đấy. Một có chia hàng Wow. dạng không? À, một có chia chất đối xứng không? Một có Vì sao? vì 1 3 3 1 suy ra nào. Ô, giỏi nhỉ. Anh này mắt mũi có kèm nhèm không đấy? Đang hỏi cái một cơ mà. Xong là 1 3 3 1 suy ra nhau. Trong cái tập hợp đầu tiên này thì nó chỉ có là 2 4 4 2 thì rõ ràng là 2 4 thuộc, mà đảo ngược lại nó cũng thuộc cần gì đấy. Em tưởng là thầy hỏi ý bốn. Cậu chả hiểu ý của thầy giáo này. Thầy giáo hỏi từng tính chất một, vừa dạy bạn đấy thầy giáo hỏi tính chất phản xạ của 4 cái, còn bây giờ đến em lượt em là tính chất đối xứng. Đối xuống. Lại này, từ đầu này, con một này có tính chất đối xứng không? Có Đúng rồi, con hai có tính chất đối xứng không? có Có là 0 điểm. Một hai thuộc vào cái con hai, nhưng 2 1 có thuộc không? Mà dám bảo có tính chất đối xứng. Hả? em Đáp lại án nhìn chính đằng xác sang là y bao anh đừng có biện hộ. y bao có còn y hai thì em sẽ y hai thì không Vì sao ý hai không? từ 1 2 không suy ra được 2 1 1, 2 thì thuộc vào R, nhưng mà 2, 1 không thuộc vào R. và Tiếp tục. Ý thứ 3. ý ba là có. Có 1, 1 thuộc 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3. Đúng rồi. Tiếp tục. Ý 4. Thì bốn không ạ, Vì vì ba sao? bốn không không có 3 4 thuộc R mà không có 4 3 thuộc R. Đúng rồi, 3 4 thuộc R nhưng mà 4 3 không thuộc R. Đúng rồi. Đơn giản, tính chất đối xứng xong nha. Tiếp tục. Tính chất phản đối xứng. Xin mời. 3 4 1 4 7. Có câu 1 là không phải đối xứng ạ. Vì sao? Vì R4 với 4R2, nhưng mà hai cái đấy thì lại không bằng, A với B không bằng nhau. Đúng rồi, chính xác. Tức là câu 2 cũng không ạ. Câu 3 thì có, câu 4 thì không ạ. Từ từ. Câu 2 tại sao không nhỉ? Thì nó không, A không bằng B ạ. Câu 2 thực ra là hơi khó nói đấy. Theo định nghĩa của nó là nó phải có cái câu 2 đang theo định nghĩa là phải có A R B B R A thì mới suy ra được A bằng B, nhưng ở đây nó làm gì có À, B R A đâu. Cái câu này mới là hơi khó nói. Câu này chính ra là à. đúng không nào? Trong cái tính Nào. chất của nó là phải là một, nếu là R A R B và B R A mới suy ra được A bằng B. Nhưng mà đây lại không có BRA. Không quá đi, thực ra là cái này rất khó trình bày, không biết là quá nó làm gì có giả thiết đâu, nó làm gì có giả thiết Thế A thì B đâu. trường hợp này có hay không ạ? Để nghĩ xem là câu trả lời thế nào cho nó chuẩn. Nó theo đúng định nghĩa đúng không? Nó định nghĩa đúng định nghĩa là A R B và B R A thì mới suy ra A bằng B. Đây làm gì có A R B B R A. Theo định nghĩa của nó là như thế. Bây giờ mình xem nào. Không có giả thiết, tức là giả thiết của nó là sai. Ô, cái chú đúng ra đây là trả lời là có. Nhưng mà cái câu Vẫn này, cho là có. cái câu này để thầy sẽ bàn luận lại với cái thầy xem là trình bày thế nào nó chuẩn. Đúng là nếu theo đúng như là ngôn ngữ mà chúng ta học trong logic suy luận thì cái chỗ này nó làm gì tồn tại đâu. Nó 1 2 có 2 1 đâu mà suy ra 1 bằng 2. Cho nên là ngay cái giả thiết của nó là nó có dạng là phô kéo theo đằng sau, thì mà cái học trong môn logic ấy, mà phô kéo theo thì bao giờ đấy cũng là mệnh đề đúng. À,
trong mệnh Đi đề thi đúng thì cũng cứ cứ đi bình thi tĩnh, có con này thì có con này là hơi mệt đấy, tại vì nó làm gì có cặp nào để thỏa mãn mà suy ra là A bằng B đâu. Cái này thầy giáo phải trao đổi lại với các thầy cô khác. Tiếp tục cái thứ ba, câu 3 là có phản đối xứng. đúng rồi, 1221 là suy ra 1 bằng 2. Ôi, từ cái thứ Không, 3 phản đối 2 2 3 3 4. 2211. À đúng rồi, À. đây 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 nhá, 1 2 nhá, 21 nhá. Ôi tôi chết, có suy ra 1 bằng 2 đâu. Ừ. Này này chết rồi, con 3 này lấy đâu ra. À, ừ thì con này Đấy đấy, cái chỗ thầy đang cũng bôi màu đấy đúng không, 1 2 thuộc đúng không, 2 1 cũng thuộc đúng không, nhưng mà có suy ra 2 bằng 1 đâu, 2 làm sao bằng 1 được. à, thế con này Con là ba không chắc chắn là không. Tiếp tục. một. Con 4 thì cũng là không. Đúng rồi, 1331 này, này mà ba khác một. 13 rồi 31 đều thuộc vào R nhưng mà ba khác một. Đấy, chỉ cần chỉ ra thế thôi được. Riêng mỗi con này phải lăn tăn thì nó sẽ trao đổi lại các thầy cô nhé. Đấy. Tiếp tục. Xin mời. Cái này phải trao đổi với lại người chóc bù để thống nhất. Theo đúng về môn logic thì là có đấy. Nhưng là giả thiết nó đã sai thì cái mệnh đề đấy lúc nào nó cũng đúng. Nó máy tính mấy chục triệu sợ chả giải quyết cái gì. Xét xem quan hệ R trên tập hợp tất cả mọi người có là quan hệ phản xạ đối xứng. Câu lần lượt từng cái một nha. Lần lượt từng cái một, A cao hơn B. Kiểm tra lần lượt luôn phản xạ đối xứng bắc cầu. Xin mời 35078. Có em ạ. Em thấy em chưa hỏi, chưa hiểu câu hỏi này lắm em. Tức là với cái A cao hơn B là nó có cả bốn quan hệ không hay không đúng Cứ không ạ? lần lượt từng cái một kiểm tra xem nó thỏa mãn tính chất nào. Thế sao lại có cả bốn đây, người ta hỏi có cái quan hệ phản xạ phải có tính đối xứng, phản xứng hay là bắc cầu hay không. Và tức là nó chỉ cần có một quan hệ thôi đúng không ạ? Nó có tính chất nào trong các tính chất sau đây, nói thế cho nó dễ. À, có tính chất nào thôi Đúng rồi. A cao hơn B Ừ. có quan hệ phản xạ Giỏi, em có cao hơn em không? không Không có quan hệ phản xạ, rồi không có tính chất phản xạ. đối xứng
Thế thì chắc là không có tính chất đối xứng. Cái này cũng đúng là cũng phải thống nhất với cái thầy cô ấy. A cao hơn B. Bây giờ giả sử như mình có cái giả thiết là A cao hơn B, B cao hơn A thì có suy ra là A bằng B hay không? Nhưng mà cái giả thiết ấy đã sai vét nhà thì lấy đâu ra? Cũng mệt phết đấy. Tiếp. Cái này để Phản đối xứng. phản đối xứng. À, từ. Cái đối xứng tức là nếu A cao hơn B thì B cao hơn A. Điều này không xảy ra đúng không? Vâng, là không có. Phản đối xứng thì À, còn phải lăn cao tăn. Rồi, cái này cũng phải trao đổi với thầy cô đấy. Cái chuyện này bây giờ bài nào loại này nó lại mắc cái rắc rối là giả thiết nó không có hay lấy đâu ra mà thỏa mãn. Thế thì khả năng là kết luận là không thì đúng hơn. Tiếp này. không có phản ứng sự Mắc cầu. cầu như có Có quá, A cao hơn B, B cao hơn C thì A cao hơn C. Đúng rồi. Tương tự như thế với những câu còn lại. Ba sáu không sáu tám câu ý thứ hai. Ba sáu không sáu tám. đề. Thế ý thứ hai. Ý thứ hai là quan hệ đối Quan hệ xứng này ạ. có tính chất phản xạ hay không? Cứ từ từ, có tính chất phản xạ không? À, phản xạ không ạ. Thế em có sinh cùng ngày với em không? Dạ có. Thế mà kêu là không À, được rồi. à? À cái con gà. Mà bạn nào chả sinh cùng ngày với chính của bạn đấy, đúng không? Cho nên là qua tính chất phản xạ là hiển nhiên, chỉ có cao hơn là vô lý đấy chứ. Đối xứng nào? A sinh A và B cùng ngày thì B và A có cùng ngày không? Có đối xứng ạ. Rồi. Phản đối xứng. A cùng ngày với B và B cùng ngày với A thì suy ra A bằng B không? Có hay không? Không. Không đúng rồi, bởi vì có thể bạn cùng ngày nhưng khác tháng hay sao đúng không? À. Mà hai bạn khác nhau sinh cùng ngày khác tháng. Rồi, như vậy không có tính chất đối xứng, tính chất bắc cầu. Có. Tính chất bắc cầu thì đương nhiên là có rồi. Rồi, A sinh cùng ngày với B thì B A và B cùng ngày thì là B và C cùng ngày thì là A cùng C, A và C cùng ngày, đúng rồi. Rồi, rồi hai câu còn lại tự làm nốt. Thế là xong bài 112. Ngon lành. Tiếp tục. 37029. Úi giời ơi, Nguyễn Ngọc Minh vắng 10 buổi. Tiếp tục. À, thế là
điểm ra trên tập hợp tất cả tập tất cả tập tất cả các số thực có tính chất phản xạ đối xứng bắc cầu hay không. Nhìn lại cái câu này, khả năng là mình vừa đang thắc mắc cái ý phản xứng đúng không? Phản xứng không chất phản đối xứng, nó không có phần tử, coi như là không có tính chất phản đối xứng. Câu này không tính chất phản đối xứng, giả thiết nó không có. Nếu chặt chẽ môn logic mà giả thiết đã sai thì kết luận nó đúng ấy thì nó vẫn được ấy. À, bây giờ quay trở lại bài 113 nhé. À, kiểm tra xem rằng các quan hệ R trên tập tất cả các số thực có tính chất phản xạ, phản đối xứng hay bắc cầu hay không. Mình phải nhớ là xét trên tập hợp các số thực. Tất cả các số thực. Cái quan hệ R này có tính chất phản xạ hay không? Xin mời 37315. Cô ạ. Em hãy trả lời cho thầy cái tính chất cái con đầu tiên thì nó có tính chất phản xạ đối xứng, phản đối xứng với bắc cầu không? Dạ không ạ. Sao biết? Thế là không có tính chất gì à? Là Có tính chất gì? Em nhất em phải có tính chất gì? Còn nếu không, nếu em bảo dạ không ạ, nó không có tính chất gì à? có Gì nhỉ, là cái gì nhỉ? Có tính chất phản xạ không? Vì sao? tại cái này phải là A với A được thuộc A A thì sao? Nếu A. mà Tại cái này không tất nhiên cái câu trả lời của em là đúng rồi, nhưng giải thích của em chưa rõ. Em bảo là không có tính chất phản xạ, chính xác. Nếu mà tính chất phản xạ ấy, thì là ARA với mọi A thuộc R đúng không nào? Ờ, nhưng mà bài này thì chúng ta chỉ cần lấy A bằng 1, tức là x bằng 1 thôi, là nó sẽ sai rồi. 1, 1 làm gì thuộc vào đây? Bởi vì 1 cộng với 1 đấy đâu ra bằng 0. Vẫn chưa hiểu ý à? Nha. Tức là chúng ta phải có nhiệm vụ là chúng ta phải tương thích với định nghĩa và sau đó chúng ta phải giải thích ra. Bài tập này nó là toàn là lý thuyết. Bài tập cũng toàn là lý thuyết, thế là mình mệt. Đấy nha, theo định nghĩa phản xạ nha, nói lại phản xạ này. Trên tập hợp R là các số thực nó lại hai cái chữ R này nó lại trùng nhau, thế là mình mệt. Cùng một ký hiệu R như này là tập hợp số thực nhá. Rồi thế thì bây giờ là gì, cái quan hệ định nghĩa ở đây đấy là cái bộ x y thuộc R bình phương đấy. Đây là R mà không không có gạch ở thế nhá,
là thỏa mãn điều kiện là gì đây? X cộng với y bằng 0, đúng không nào? Đây là chỉ là tính chất đặc trưng. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta muốn có tính chất phản xạ thì là mọi trong bài định nghĩa là A thuộc vào cái tập hợp X, tức là thuộc R, thì ta đều phải có là ARA. Đúng không? Theo đúng định nghĩa phép tính chất phản xạ là phải như thế, đúng không? Thế nhưng mà cái này thì đâu có thế, chúng ta chỉ cần phủ định của nó là tồn tại A bằng 1 chẳng hạn. R đây là tập hợp sự thực nhé. Nhưng mà 1 nó có R với 1 đâu. 1 không R với 1, đâu chết. Tức 1, 1. Có thuộc vào R đâu. Bởi vì 1 cộng 1 làm sao bằng 0 được. Đúng chưa nào? Từ đấy ta suy ra là nó không tính chất phản xạ. Đấy, nó phải như thế. Rồi, tiếp tục. Cái thứ hai có tính chất phản xạ không? Vẫn em đấy. Không ạ. X X mũ 2 mà không lớn bằng 0 á? Hả? Thì với mọi số thực x thì x bình có lớn bằng 0 không? em có ạ. Cái thứ hai có tính chất phản xạ là hiển nhiên. Có ạ. Ừ, cái thứ ba. Tức là y chạy thoải mái nhưng x luôn bằng 1, hiểu đâu na như thế nhỉ? Y muốn chạy bao nhiêu chạy nhưng mà x phải bằng 1. Không ạ. Không là câu trả lời như chính xác, nhưng tại sao? Khi x bằng 2 thì khi x bằng 2 thì Tức là 2 2 không thuộc vào. bằng 2 thì y bằng 2 thì 1 2 không thuộc. Cô này chả hiểu gì về cái tính chất đối phản xạ này cả. Phản xạ ở đây là về x phải bằng y. Em không biết nói như nào. Lấy là 1 1 hay là 2 2 hay là 3 3. Bảo nó không thuộc là được. Thế không không có thuộc không? Cặp không không nó có thuộc ở đây không? Hả? Không thuộc đúng không? Không thuộc là xong rồi. Đấy, cái con tiếp theo nhá. Con 3 là không này. Vì sao không thuộc? Bởi vì tồn tại. Em lấy con nào chả được. Con 3 này. Em lấy A bằng cái gì được? Trừ con 1. A bằng 0 rõ ràng là thuộc vào R. R đây là tập hợp có số thực. Mà cái phần tử là không không nó có thuộc đâu. Vì sao nó không thuộc? Bởi vì cái nếu đúng định nghĩa thuộc thì cái đứng trước ấy là nó phải bằng 1. Đây con này làm sao bằng 1 được? Cho nên từ đây chúng ta suy ra cái con số 3 này không có tính chất phản xạ. Có thế thôi, có gì đâu mà cứ phải lằng nhằng. Tiếp tục nốt con số 4. 4 nó có tính chất phản xạ không? có Có là câu trả lời chính xác, bởi vì là theo định nghĩa là x bằng cộng trừ y. Cho nên là 0 0 1 1 2 2 3 3 x x thì đương nhiên là x bằng y gì nữa, đúng không? X x chính là x bằng y đấy, còn gì nữa. Như vậy là cái con thứ 4 là có, bởi vì sao? Bởi vì theo đúng định nghĩa của nó là cái đứng y ấy là x bằng cộng trừ y. Như vậy tất cả những cái phần tử là có dạng à, với mọi a thuộc vào R tập hợp các số tự nhiên, à tập hợp các số thực, thì cái phần tử là a thì đương nhiên đều thuộc vào R hết. Bởi vì sao? Bởi vì theo định nghĩa là đứng sau bằng đứng đứng trước bằng cộng trừ đứng sau. À, thế như vậy là xong. Được rồi, bây giờ bạn tiếp. Chúng ta phải chịu khó làm vào bài tập này, nó theo kiểu lý thuyết. Nó vất vả ở chỗ là phải học thuộc lý thuyết. Tiếp. Con số 5. năm không ạ. Ơi không, đang hỏi bạn khác. Được rồi. 5 không, chính xác, 5 không. Chỉ cần lấy 1 1 nó không thuộc rồi. Nếu muốn chứng minh nó vi phạm chỉ cần chỉ ra một cái nó vi phạm, còn nếu mà chứng minh tồn tại thì à thỏa mãn thì phải với mọi. 5 không thì đã thế thì để tiện tay em làm nốt cái cuối cùng đi để cho thầy hỏi các bạn khác câu sau ấy. Em đã làm đấy thì em làm nốt cái 6 đi.
Câu 6 cũng không ạ. Câu 6 là không, là x nhân y bằng 0. Thì ví dụ như lấy 1 1 Nó là không thuộc đúng không? cái x cộng bằng 1 ạ. Lấy x bằng 1 ấy thì là 1 1 thì nó không thuộc, đúng rồi. Bạn khác. Bây giờ tính chất đối xứng nha. Đối xứng xin mời 37353. Có em ạ. Tính chất đối xứng có. Một có tính chất đối xứng Vì sao? mình x cộng y họ và y cộng x đều bằng không Không phải x cộng ờ. y bằng 0 thì nó tương đương với y cộng x bằng 0. Cho nên là nếu mà x y mà thuộc vào r thì là y cộng y x cũng thuộc vào r như này này. X cộng y bằng 0 thì tương đương với y cộng x bằng 0, đúng không ạ? Do đó nếu x y thuộc vào r thì y x cũng thuộc r, bởi vì nếu x y thuộc r tức là gì? Đây viết chậm lại này. X y thuộc vào r tương đương với x cộng y bằng 0 đúng không? Nhưng mà x cộng y bằng 0 thì lại tương đương với y cộng x bằng 0 đúng không? Mà y cộng x bằng 0 thì lại tương đương với lại y x thuộc r đúng chưa? Các em phải để ý cái cách diễn đạt của người ta. Đây, đây là biến đổi tương đương này, nhìn thấy chưa nào? X y thuộc r tương đương với x cộng y thuộc bằng 0. Chúng ta đang làm cái ý thứ nhất mà. Nhưng mà x cộng y bằng 0 thì phép cộng có tính chất giao hoán đổi vị trí. Y cộng x bằng 0 mà y cộng x bằng 0 thì lại tương đương cái này thuộc r. Đấy. Cho nên là cái anh số 2 có tính chất đối xứng, à, anh thứ 1 có tính chất đối xứng là chính xác. Tiếp tục làm ý thứ hai. Thứ hai cũng có tính chất đối xứng. Vì sao? Có hai cách diễn đạt nhé. Đây này, một là cái này này, một là cái này này. Vì sao tính chất đối xứng nào? Có đâu rồi? Dạ. Có thì phải trả lời tại sao chứ? Em chỉ nghĩ đến cái tính chất phía trên nó tương tự với câu 1 thôi ạ. Tương tự thế nào em nói cho các bạn nghe xem hiểu. Đúng như là x nhân y thì lớn hơn hoặc bằng 0 thì cũng sẽ tương đương với y nhân x lớn hơn hoặc bằng 0 ạ. Đúng rồi, trình bày giống như trên. X nhân y lớn bằng 0 thì tương đương với y nhân x lớn bằng 0. Như vậy là chúng ta có hai cái cách diễn đạt giống như cái dưới này. Như vậy từ đấy chúng ta suy ra nó có tính chất đối xứng. Tiếp tục bạn khác 37756. Có Ý bài. ý thứ ba rồi. Bài tập phần này ra trắc nghiệm dễ cực luôn. Ý thứ ba nó có tính chất đối xứng hay không? Anh thấy không có tính chất đối xứng. Tại sao? Bởi vì là giải thích nào nhỉ? Không biết giải thích thế nào thì anh nhận điểm không. Đấy là câu giải thích. Anh thấy là Đôi khi mạnh dạn nó ví lại dụ dẫn tới là kết x luận. bằng một Ừ. dạ Đúng rồi. Đang đi đúng hướng đấy. Tiếp tục. x bằng một với cả y y là chạy bất kỳ ở đây hay là Không biết. x bằng một y bằng hai thì là không đối xứng với cả. Tức là thầy hiểu ý em nhưng mà em chưa biết cách diễn đạt, thì chúng ta lấy 1 2 là thuộc vào R đúng không? Như 2 1 có thuộc R không? Hai một thì không Vì sao?
Bởi vì theo định nghĩa đứng trước phải bằng một mà, hiểu chưa? Em nhìn thấy chưa? Cái Dạ. bài của em thì chỉ ra rất đơn giản, chúng ta thấy là thế này. Rõ ràng là ta thấy là 1, 2 là thuộc R, đúng rồi. Nhưng 2, 1 lại không thuộc R. Ta biết. Thuộc ấy thì là cái đứng trước này nó phải bằng 1. Yeah. Vì theo định nghĩa của cái câu này nó là XY mà thuộc vào R. Thì câu này có nghĩa là X bắt buộc phải bằng 1. Tức là đứng trước phải bằng 1. Nhưng mà đứng trước nó bằng 2 có thuộc đâu. Từ đấy ta suy ra là gì? Cái quan hệ số 3 này là không có tính chất đối xứng. Rồi. Tiếp tục. Ý 4 nào. Bằng cộng trừ y. Tức là muốn biết tính chất đối xứng thì mình cứ đảo ngược lại, đảo ngược vị trí lại xem nó có đúng nữa không. Em hiểu không? Tức là con vừa nãy nhá, con đầu tiên này x cộng y bằng không này thì y cộng x có bằng không hay không? Con hai là x nhân y bằng lớn bằng không thì con y nhân x có lớn bằng không hay không? Con ba là x bằng một thì y có bằng một hay không? Nếu không thì chúng ta đảo lộn ngược lại, không không nếu x bằng một có thể suy ra được y bằng một hay không? À, thế là gợi ý thành câu 4 mất rồi. Nào, x bằng cộng trừ y. Y có bằng cộng trừ x. Y có bằng cộng trừ hay không? Dễ nhất quả đất khi mà không làm được cái cậu này đúng là. Thế x bằng cộng trừ y thì y có bằng cộng trừ không? Quá quá nên còn gì là chẳng qua là nó bằng nhau hoặc nó đối nhau thì viết ngược lại cũng thế thôi, có gì đâu. Chết, chết rồi, cái con 4 là cái con mà gọi là dễ dễ nhất quả đất Em đang đây. gác lại lời thề nói thế nhưng mà X y thuộc vào R theo đúng định nghĩa trong bài là x bằng cộng trừ y đúng không? Cái này nó tương đương với y bằng cộng trừ x còn gì nữa, nhưng cái đằng sau thì lại tương đương với lại gì, y x thuộc R. Như vậy là cái quan hệ trong cái này nó có tính chất đối xứng. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Có bạn khác. Mỗi người làm một tí, hoa thơm mỗi người hưởng tí. Làm phải cả lớp cùng làm chứ để một vài bạn làm nó không hay lắm. Xin mời 41090. là có Nào bây giờ ý thứ ba, ý thứ tư, ý thứ năm nó có tính chất đối xứng hay không? em có thể là ý năm không có tính chất đối xứng không? Vì sao? Giả sử mình lấy x bằng 2 và y bằng 1 đi ạ. Thì 2 sẽ bằng 2 nhân 1 nhưng mà đảo ngược lại thì 1 thì lại không bằng 2 nhân 2 ạ. Tức là 1 2 2 1 thì thuộc vào R nhưng mà 1 2 thì không thuộc R đúng không? Dạ vâng. Đấy, tức là chỉ ra như thế, tức là ý em là chọn như thế nhưng mà trình bày nó khác một tí. Thì em sẽ trình bày là cái con 1 21 thì thuộc 21 là thuộc R, lý do tại sao? Bởi vì y x bằng 2y nhưng 1 2 thì lại không thuộc R. Từ đấy chúng ta suy ra cái thứ năm là không có tính chất đối xứng, chính xác. Đấy, trình bày một tí. Bây giờ nốt cái thứ sáu nào. Em thấy là cái thứ sáu là có tính chất đối xứng ạ, Vì tại sao? vì x nhân y, tại vì x nhân y bằng không thì tương đương với lại là y nhân x cũng bằng không ạ. Đúng rồi, cho nên là mình có thể viết như này này. X y thuộc R theo đúng định nghĩa là nó tương đương với x nhân y bằng không. Nhưng nó lại tương đương với y nhân x bằng không. Tương đương với lại y x thuộc vào R. Đúng chưa? Đấy, để ý ký hiệu nhé. Viết là y x thuộc R. Thì điều đó có nghĩa rằng là IRX cũng thế, các ký hiệu. Rồi như vậy cái 6 này cũng xong tiếp, đấy là xong cái việc đối xứng. Bây giờ phản đối xứng. Ba câu là cũng dài dòng đấy. Làm tiếp nào. Xin mời 41044. 41044. Dạ có ạ.
Trả lời cho thầy xem là cái con đầu tiên nó có tính chất phản đối xứng hay không. Phản đối xứng tức là x, Con đầu x, ri tiên mà y, rx thì có suy ra được là x bằng y không? tôi đã có. Xem nào. X, R, Y, Y, R, X có suy ra X bằng Y hay không? Giỏi nhỉ. Thế em lấy ví dụ thử xem, em chỉ ra xem nó có thỏa mãn đấy. Sao cái này nó có tính chất phản đối xứng nhỉ? X cộng Y bằng 0. Y cộng X bằng 0 có suy ra X bằng Y hay không? Ví dụ nhé. Ví dụ như là 1 với trừ 1. 1 trừ 1 có thuộc vào R không? Đã thuộc ạ. Vì sao? Bởi vì cộng lại bằng Như 0. vâng. Thế hai thằng này nó có bằng nhau không? Một có bằng trừ một không? À. Không ạ. Oh. Thế mà cái tính chất phản đối xứng à? Phản đối xứng tức là x, x, ri và y, ri thì phải dẫn tới x bằng y chứ. Bây giờ 1 trừ 1 thuộc R, trừ 1, 1 cũng thuộc R, nhưng mà 1, 1 nó có bằng trừ 1 đâu. Cho nên chúng ta suy ra cái con 1 này nó không có tính chất phản đối xứng. Đúng chưa Người ạ. nào? Đấy, xong là tiếp tục nha. Tiếp tục và tiếp tục. Bốn một không một bảy. Bốn một không một bảy Nguyễn Đình Quang Trung vắng buổi thứ 8, tiết học 5 tuần vắng. Quá. Vắng. À vắng buổi buổi thứ 7 sợ quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một tuần thứ 5 mà vắng được học có 2 buổi. Không tưởng bạn đã bị sao. Đăng ký học phải nó kiên trì. Tiếp tục bạn khác. 40851. Có. Cái câu tiếp theo nó có tính chất phản đối xứng hay không? Em thấy là không ạ. Chỉ ra tại sao? Nếu mà chỉ ra không ấy thì cứ giống như ví dụ thầy giáo đưa, còn nếu mà có thì phải chứng minh với mọi. Đấy, nó thế là bị mệt. Chỉ ra tại sao? Cái bài này ví dụ đơn giản lấy 1 2 với 2 1. 1 2 nhân với nhau nó có lớn bằng 0 không? Có. 2 Có. 1 có, như vậy là 1 2 và 2 1 đều thuộc R đúng chưa nào? Vâng. Nhưng mà làm Lại sao? không cái loại khác nhau. Đúng rồi. Đấy, chứng minh mà chỉ ra nó không phải là tính chất đấy thì rất dễ, chỉ ra một cái cặp mà nó vi phạm điều kiện là được, trừ trường hợp tính chất bắc cầu thì chỉ ra một cái a và b nó bằng nhau thôi, còn đâu nếu mà không thì chúng ta cứ lấy nó khác nhau đấy.
chỉ có chứng minh tính chất phản xạ thì là chỉ ra một số, còn hai các tính chất khác thì phải chỉ ra hai con đấy, còn thường là khác nhau. Thế rõ ràng là một nhân hai thì nó lớn bằng không, đúng rồi, hai nhân một cũng lớn bằng không, nhưng mà có suy ra một bằng hai được đâu. Đấy, như vậy là biết là như thế, trình bày vào thì trình bày thế nào, ta có một hai thuộc vào R, ý tiếp nhé, một hai thuộc vào R, hai một cũng thuộc R, nhưng mà một khác hai, R là của cái câu này đấy. Như vậy suy ra cái tính chất thứ hai này, cái thứ hai này không có tính chất đối xứng, phản đối xứng. Đấy, như vậy tiếp tục bây giờ bạn khác. Được rồi, 40807. Em có. Ừ, cái thứ ba có tính chất phản xứng không? Phản xứng có. Ví dụ. À quên, chứng minh phản xứng thì phải chứng minh. Thật á? À không 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 có phản xứng ạ, không có phản xứng ạ. Em nhầm cái số 4 ạ. Sao lại cái này không có tính phản xứng nhỉ? Tức là như này nhá, em bình tĩnh nhé. Từ 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 từ, bình tĩnh. Cái tính chất phản xứng của nó là với mọi xy mà thuộc R, rồi yx cũng thuộc R, chúng ta phải dẫn tới được là x bằng y. Rồi. Ở đây chúng ta đang quan hệ bài nó cho là x bằng 1. Nào em hãy cho biết là em bảo là cái này không tính chất phản xứng đúng không? Hình như em nhầm. Nào, nhìn vào trước mặt đi. Em sẽ nhìn thấy cái sự đúng đắn hay sai lầm của em trong một tích tắc nữa là xong. Thấy chưa? Em thấy em làm đúng hay em làm sai chưa nào? Nhìn thấy chưa nào? Em sai, em làm sai. Làm sao em lại nhìn ra cái sai nào? Nghĩa. Đây nhá, theo định nghĩa nhá, xy thuộc R thì dẫn tới x phải bằng 0, bằng 1 đúng không? Đúng ạ. Thế con này thì dẫn tới cái gì nào? Cái đấy sẽ dẫn tới x bằng y ạ. Từ từ, phải dẫn tới cái gì đã? Cái dưới này nó dẫn tới cái gì? Đây nhá, theo đúng định nghĩa nhá, là vì xy mà thuộc vào R cho nên x phải bằng 1 đúng không? Vâng. Định nghĩa của nó là thế mà. Thì cái dưới sẽ là y bằng 1. Thế thì sao? Thế thì là dẫn đến là x bằng y ạ? À, đúng rồi. Đúng rồi. Từ đây nó suy ra x bằng y gì đó. Ui giời, ngon lành quá. Như vậy bài này làm sao ạ? Thực ra là cái này nó chỉ có một phần tử thôi. Chỉ có một cái cặp này thỏa mãn này thôi. Duy nhất một cái cặp thỏa mãn là xy thuộc R và yx cũng thuộc R. Chỉ có duy nhất một cặp thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Được. Rồi, bạn nào không hiểu phải hỏi luôn nhé. Tại vì sao? Bởi vì cái định nghĩa của nó là nếu như xy thuộc R và yx cũng thuộc R thì phải suy ra x bằng y. Thì cái trên thuộc thì dẫn tới x phải bằng 1, cái dưới thuộc thì dẫn tới y phải bằng 1, thì trả x bằng y thì cái gì được. Đấy, cái câu này là câu hỏi rất hay đấy. Câu này câu hay thật đấy. Bây giờ mình mới biết chết sao. Đấy, như vậy còn 3 đã được giải quyết sau. Tiếp tục. Nguyễn Thị Phương Trinh. Tiếp. Em thưa thầy là câu 4 có phản đối xứng ạ. Có tính chất phản đối xứng đúng không? Vâng. Chứng minh thỏa mãn tính chất là phải thỏa mãn với mọi. Còn vi phạm mình cứ chỉ ra một cặp, một bộ, một. À, tại vì người ta cho x bằng y. Ai cho x bằng y? Ai cho x bằng y? Em cho à? X bằng trừ y. Ngày mai bảo là x bằng cộng trừ y cơ mà. Thì x bằng dương y với lại x bằng trừ y. Thế thì sao? Thì x bằng y là. Ồ, nó đang hỏi tính chất phản đối xứng nha. Thế bây giờ cái bộ số 1 trừ 1 có thuộc vào R không? Không. Ô cô này,
học kiểu gì vậy? Trinh. Dạ. Học kiểu gì đấy? Nhìn bôi màu vàng là gì đây? X bằng cộng chữ y mà. Thế thầy hỏi là cái cặp, cái bộ số 1 trừ 1 có thuộc vào R không? Có. Thế trừ 1, 1 có thuộc vào R không? Không ạ. Ô cô này. Trình ơi là Trình. Trình nha, sau này mà thầy về già mà thầy ốm lay lắt mà con cháu bảo cầu mong để cho thầy đi mà mãi mà không đi, em đến em chỉ cần nói một câu thầy đi, không nói một câu nào hết. Chết giả. Đây nha, xem lại cái câu 4 đi nha. Câu 4 ở đây ấy, là theo đúng định nghĩa ấy. Cái câu 4 ấy là x y thuộc vào r khi và chỉ khi là x bằng cộng trừ y, đúng không nào? Bằng cộng y hoặc bằng trừ y. Đấy, cái câu 4 của nó định nghĩa như thế, đúng chưa nào? Rồi, thế bây giờ thầy hỏi em là 1 trừ 1 có thuộc R không? Em bảo là có, đúng rồi, nhất trí. Thứ hai thằng này nó bằng cộng trừ nhau được mà. Rồi, sau thầy hỏi là trừ 1, 1 có thuộc R không? Thì em bảo là không, thì câu trả lời của em là sai. Em không biết tại sao em sai không? Thầy hỏi trừ 1, trừ 1 mà thầy. Trừ 1 thì vẫn thuộc nhé. Vớ vẩn. Nếu mà có chót hỏi nhầm trừ 1 thì nó vẫn thuộc nhé. Cãi à. Trừ 1, 1 có thuộc không? Thuộc ạ. À. Thế thì sao? Cái 1 có bằng trừ 1 không? Hả? À. Đây này, đây chính là A, B, R này. Còn đây là chính là gì? Thuộc R này. Còn đây chính là B, A thuộc R này. Thế có dẫn tới được trừ 1 và 1 không? Hả? Nhưng mà 1 này khác trừ 1, chứng tỏ cái anh này là không có tính chất, không có tính chất đối xứng. À, có tính chất phản đối xứng. Chết giả. Chị nhơi phải xem lại học lý thuyết đi nhá. Lén phén cái bài kiểm tra số 2 dụng đấy. Cười tươi tí nào. Rồi, bây giờ tiếp tục. Ý thứ 5. Ý thứ 5 nào. Như vậy là các em học lý thuyết nó chưa vững. Thì trong trường hợp nó có nhiều phần tử thì phải thế nào, mà trong trường hợp ít thì có phần tử nào, chứng minh phản chứng như thế nào, vân vân. Ta học nói chung là phải cố gắng. Rồi, bây giờ đi thứ 5 nhá. Xin mời 40381. Quá. Ừ. Còn 5 này không. Không thứ nhất phản đối xứng á. À, bởi vì em thay x bằng 2 y bằng 1 thôi thì nó được, nhưng mà 1 2 thì nó giải khác. Thế là em nhầm sang tính chất, thế là em nhầm sang tính chất đối xứng rồi. Phản đối xứng là phải cái hai cái giả thiết này phải thỏa mãn, tức là x y thuộc R và y x cũng thuộc R thì phải dẫn tới x bằng y. Nhằm sang tính chất đối xứng rồi. Phản đối xứng là phải thỏa mãn cả hai giả thiết. Đây em đưa ra cái con 1, 2 mà có 2, 1 nó có thuộc quái đâu. 2, 1 nó thuộc nhưng mà 1, 2 có thuộc đâu. Phải cả hai đều thuộc cơ mà. Đây là x bằng 2y nha. Tức là em phải có cái giả thiết sau đây này. X, y thuộc R này. Y, x cũng thuộc R này. Đấy. Liệu nó có dẫn tới được là x bằng y hay không? Đấy. Thế bây giờ cứ từ từ nha. Ừ, có hay không? Thì em lấy 2, 1 mới lại được. 2, 1 mới lại ấy thì nó chỉ đại diện. Cũng không đúng. Tức là cái giả thiết của nó phải có hai cái này. Liệu có suy ra được x bằng y hay không? Thì câu trả lời đơn giản như sau. X, y thuộc R. Thì chúng ta sẽ có được là x bằng 2y. Y x cũng thuộc R nên ta sẽ có là y bằng 2x. À, x bằng 2y, y bằng 2x đối giải đấy. 2y bằng. Ừ, hay đấy. Thì nó vô lý, x mà bằng 4x thì nó vô lý. Sao x bằng 4x lại vô lý?
Bây giờ em có bốn hộp bánh nha, em ăn hết rồi xem nào. Em có bốn hộp bánh nha, em lấy về bốn hộp bánh giống hệt nhau nhưng mà em ăn hết rồi. Bốn hộp nó cũng như không hộp, một hộp xếp chưa. Nhờ, từ suy ra là x bằng y bằng không còn gì nữa đúng không? Thế thì sao? À, đúng rồi. Đấy. Thế thì nó mới suy ra, tức là yêu cầu ở đây phải là giả thiết cái hai cái này thỏa mãn. Có dẫn tới được là x bằng y hay không thì câu trả lời là có. Câu trả lời là có. X bằng y bằng không thế này. Cả hai cái đều bằng không ấy. Cho nên cái anh này là có chất phản đối xứng. Thế là mới khó xịu chứ. Bài tập phần này là phải học rất là thuộc, chứng minh là như nào. Rồi cái cuối cùng. Cuối cùng chúng ta làm tiếp đấy mà đến phản đối xứng thì chưa nói đến bắc cầu. Cầu kỳ lắm nhưng phải trình bày cẩn thận vào trong bài đấy. Tính chất phản đối xứng tức là bây giờ là như thế này. Cái tính chất cái thứ ba là x nhân y bằng không đúng không? Thế tức là x nó hỏi tính chất phản đối xứng hay không vậy? X y thuộc vào r, y x thuộc vào r có dẫn tới x bằng y hay không? Nếu mà dẫn tới thì nó sinh ra tính chất phản đối xứng. Tất nhiên sự kiện này xảy ra với mọi. Suy nghĩ tiếp nhé để nó gọi điểm danh gần hết rồi không? Điểm danh tiếp này. 37781. 37781 bán buổi thứ tư sao nó bán nhiều đấy nhỉ? Có Ở đấy, sao lên mấy buổi trước lại bán đấy em? với trước có hai hôm đi tiêm vaccine còn có hôm ngủ quên. Hai hôm tiêm vaccine, hai hôm ngủ quên, thế là đi mất 37859. À, em nè. Em đây vì họ tên chứ. Nguyễn Minh Cường thế ạ? Vàng 37873. Có mới lên bao Vàng 38355. có ạ, Vũ Nhật Minh ạ. Vàng 38388. Có hay không? 38573. Có trên Đức Toàn. 38582. Có Dương Tiến Thành. 38947. Có Phạm Văn Tới. Và 39030. Có Nguyễn Đức Toàn ạ. Và 39310. Có Vẫn Hoàng Đình Long. Và 39427. Có Nguyễn Đức Phi ạ. 39697. Quán buổi thứ 9. 340091. Có Hoàng Tường Tây ạ. 40166. Có Lương Trả My ạ. 40278. Dạ có Hoàng Anh Minh ạ. 40381. 40381 Cao Thế Bình Phương. Là thầy gọi em. Rồi, bây giờ cái câu này nha. Chúng ta xem cho nó có dẫn tới x bằng 0 bằng y hay không. Cứ x y thuộc r rồi y x thuộc r thì có dẫn tới được là x bằng y hay không? Ai biết trả lời? Ai biết trả lời nào? Dễ cực, bài này dễ cực luôn. Hãy bám vào giả thiết của nó là đừng có suy nghĩ lằng nhằng quá phức tạp, đề bài cho là x nhân y bằng 0. Cứ x nhân y bằng 0 thì là x y thuộc r. Nào, ai biết trả lời? Chính có biết không? Dạ. Em có biết không? Thôi thì bây giờ em đưa ra một ví dụ mà một cái bộ XY nào đấy mà thỏa mãn mà thuộc R đi. Lấy một ví dụ bất kỳ. Em chỉ ra một cái cặp XY thế nào mà nó thuộc cái này nào. Thế chiếu lại cái đề bài ạ.
slide không để bài bây giờ không liên quan gì cái đấy cả. Bây giờ nó nằm trước mặt là cái gì dùng nó là x nhân y bằng không này đây này. Vâng. Vâng với dạ. Vấn đề ở đây ấy, là em đưa ra một ví dụ để nó thuộc cái cặp xy nó thuộc R. Dễ nhất quả đất. Cốt x nhân y bằng 0 thôi mà trời ơi. Không không ạ. Không, không thì bài này thì đưa ra không tác dụng gì cả. Không biết tại sao bài này đưa ra không 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 tác dụng gì không? Không không thì x nó bằng y mà đưa ra ví dụ làm gì? Em thích ăn hai điểm không đúng không? À đúng rồi thì cứ báo làm gì mà phải. Tại sao chúng ta không lấy là 1-0 nhỉ? 1-0 có thuộc R không? Có. Thế 0-1 có thuộc R không? Có. Thế thì sao? Thế thì x nhân y bằng 0 ạ. Ừ đúng rồi, nhưng còn suy ra cái gì nữa? Rõ ràng là ta có này. Suy ra x 1-0 thuộc R bởi vì 1 nhân 0 bằng R này và 0-1 cũng thuộc R đúng rồi. Thế có suy ra 1 bằng 0 được không? À đây đóng vai trò là x này, đây đóng vai trò là y này, x này. Không. Có suy ra được. Suy ra x không bằng y ạ. Quên. Nhưng mà ta không ghi là suy ra mà 1 khác không. Đấy, x khác y đấy. Chúng ta không ghi là suy ra mà chúng ta ghi là mà hoặc là thỏa mãn là một khác không, cái chứng tỏ cái này nó có tính chất gì nhỉ? Phản ứng xứng không? Không đúng không? Vâng. Rồi thì tương tự như vậy, còn cái ý bắt cầu chúng ta về chúng ta kiểm tra nó thầy tất cả 6 cái còn lại và làm bài cái tập tiếp theo. Đấy, nó hơi vất vả một chút nhưng mà cái bài hôm nay nó chỉ thế đó. Bài tập hôm nay nó chỉ thế. Đấy, các bạn thân mến, như vậy là bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Thì có một cái nhược điểm lớn nhất đối với chúng ta là chúng ta không học thuộc lý thuyết. Chúng ta phải khắc phục ngay. Phải dở lý thuyết ra chép lại. Phải học theo cái kiểu như này. Ví dụ, nêu định nghĩa phép toán hai ngôi. Ví dụ, quan hệ. Nêu định nghĩa quan hệ hai ngôi. Chúng ta chỉ ghi có hai dòng. Sau còn ở dưới là vấn đề ký hiệu. Cái dưới này giải thích ký hiệu này. Tiếp tục. Rồi, thế nào là một cái quan hệ hai ngôi có tính chất phản xạ, đối xứng, bắc cầu, phản đối xứng, đấy, vân vân. Thế là mình phải học thuộc và mình bảo phải tiếp tục là khi nào nó không có tính chất phản xạ. Ừ. À, đấy, nó dùng cái phủ định của cái này đó là tồn tại A thuộc X nhưng mà A không R nè. Đấy. Phải học như thế thì sau đó bắt đầu mới làm áp dụng làm lại tất cả các bài tập ngày hôm nay rồi bắt đầu mới làm bài tập tiếp theo. Thế nhá, buổi học này đến kết thúc. Thế đó, chào tạm biệt các em.